Xin chào các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái hiệu ứng zoom. Với cái hiệu ứng này thì nó giúp cho người xem có thể xem được từng cảnh một cái chi tiết nào đó trong video. Và nếu các bạn kết hợp nhiều cái hiệu ứng zoom này với nhau thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng giống như là chúng ta phóng to và thu nhỏ một cái chi tiết. Theo một cái cách là zoom mà chúng ta hay thấy là phóng to thu nhỏ giống như kéo cái ống kính màn hình ngắn và dài đấy. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế. Trước khi bắt đầu thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn vui lòng đăng ký kênh để mà cập nhật những cái hướng dẫn mới về Camtasia của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Thì để em có được cái hiệu ứng zoom thì đầu tiên thì chúng ta phải chọn ra cho mình một cái video với cái nội dung phù hợp với cái hiệu ứng đó. Ở đây thì mình chọn cái video có hình con cọp nó đang ăn thịt như thế này. Mình sẽ zoom cái từng cảnh này lên để giúp cho cái việc xem của khán giả nó rõ nét hơn đối với cái chi tiết mà con cọp đang ăn thịt như thế này. Thì đầu tiên thì các bạn đưa video vào ha. Đưa video vào, chúng ta nhấp phải và chúng ta chọn Add to Thumbnail thì video nó sẽ được đưa vào. Mình sẽ kéo video xuống dưới để cho dễ biên tập. Rồi, nếu cái khung hiển thị của bạn nó chưa đều thì chúng ta sẽ kéo lại ha. Đây, chúng ta kéo lại cho nó đủ cái khung nhé. Rồi đây. Rồi để ứng dụng cái hiệu ứng zoom này thì các bạn vào cái mục là cái mục Animation và chọn cái tab cho mình là cái tab Zoom Pan nha. Nó có hai cái hiệu ứng zoom ha. Chúng ta sẽ trong cái video này thì mình sẽ nói về cái zoom pan này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đưa video tới cái đoạn mà chúng ta muốn zoom. Ở đây thì mình sẽ kéo tới cái đoạn nào, mình sẽ tua thử và chọn một cái điểm kéo cho các bạn xem. Rồi mình sẽ chọn cái điểm này ha, điểm này, chỗ con cọp nó đang nhai này, thì mình sẽ muốn zoom cái chi tiết này lên. Thì ở đây các bạn thấy là ở cái tab Zoom in the pen này thì nó có những cái chấm như thế này. Đây, nó có những cái chấm ha. Và nó có hai cái mục mà các bạn cần quan tâm. Đó là cái mục là Add to Size và Scale to Fit nha. Add to Size có nghĩa là nó sẽ trả về cái size mặc định ban đầu. Đây chính là Add to Size. Và Scale to Fit thì ở đây các bạn xem là mình sẽ muốn zoom cái chi tiết này lên thì mình sẽ chọn ở đây nha. Chọn ở đây. Và mình sẽ kéo. Nè, đây các bạn thấy nó sẽ phóng to chi tiết này lên. Đấy. Thì mình có thể kéo từ góc này lên hoặc là kéo từ góc này xuống hoặc là kéo từ góc này qua nha, kéo góc nào cũng được, sao cho cái chi tiết mà các bạn muốn nó nổi bật lên, nó rõ lên thì chúng ta kéo. Rồi, ở đây thì mình kéo ở góc này thì các bạn thấy là mình đã thấy nó rất là rõ ha. Rồi sau khi các bạn kéo thì trên cái chất này, chất 1, chất 2 các bạn thấy nó có một cái mũi tên nhỏ như thế này. Thì đây chính là cái tốc độ zoom nha, tốc độ zoom. Mình sẽ bật cho các bạn xem nha, mình sẽ kéo lại ban đầu và mình sẽ mở cho các bạn xem nè. Đây, nó là tốc độ zoom nha. Đó, nó zoom, nếu các bạn thấy nó zoom quá nhanh hoặc quá chậm thì chúng ta sẽ dùng cái thanh này. Ở đây nếu mình muốn cho nó chậm hơn chẳng hạn thì mình sẽ kéo dài cái thanh này lên. Đây, kéo dài cái thanh này lên nha. Đây, cái điểm này chính là cái điểm bắt đầu nó zoom và cái điểm này là cái điểm kết thúc. Đấy, thì trong cái đoạn này thì nó sẽ zoom lên cho chúng ta và cái đoạn này các bạn muốn xem cái thời gian bao nhiêu thì các bạn thấy nhấp và giữ chuột trái vào thì nó sẽ nằm trong cái khoảng là 10 giây 04 nha. 10 giây 04 ở trên là nó có cái mục start time, có nghĩa là thời gian bắt đầu là cái giây thứ 4 là nó sẽ bắt đầu zoom và nó sẽ zoom trong 10 giây. 10 giây thì nó rất lâu nha. Mình sẽ cho các bạn xem này, coi nó zoom như thế nào nha. Trong 10 giây thì đây. Đây nó rất là chậm rãi hết. Thời gian zoom là 10 giây. Đây, các bạn thấy chưa? Nó khác với lúc nãy nha. Đấy, cho nên là zoom nhanh hay chậm thì tùy vào cái nội dung và tùy vào cái ý đồ của bạn thì bạn cho nó zoom nha. Mà nếu các bạn muốn cho nó trở về vị trí cũ thì chúng ta, một là chúng ta đưa chuột vào đây và chúng ta kéo cho nó về vị trí cũ. Thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng cái nút là nút Scale to Fit thì nó sẽ cũng trả về cho mình cái khung màn hình như cũ. Rồi bây giờ để cho nhanh thì
mình sẽ dùng cái scale to fit nè, mình sẽ nhấp vào trái vào đây một cái, thì các bạn thấy là nó đã được trả về. Và khi mà các bạn thao tác trên cái zoom pen này thì với mỗi một thao tác thì trên này nó sẽ xuất hiện một cái mũi tên nha. Mình sẽ cho các bạn xem lại từ đầu nha. Đây, để tiết kiệm thì mình sẽ kéo cái này cho nó ngắn lại một xíu đi nha. Đây, đấy, mình sẽ kéo lại. Rồi mình để dễ thao tác thì các bạn thì phóng to lên nha, zoom to lên. Đấy, để cho chúng ta dễ thao tác này. Đây, rồi bây giờ các bạn thử xem lại nhé, xem lại toàn bộ quá trình zoom. Rồi nhấp vào. Đây thì người xem có thể xem được cận cảnh hơn nha. Rồi đó là cái thao tác zoom trả về. Thì nếu mà các bạn thấy thao tác này nó nhanh thì chúng ta cũng làm tương tự là kéo thời gian này cho nó dài ra, thì cái thao tác trả về nó sẽ chậm hơn. Nha, ở đây thì mình sẽ thao tác mình cho nó lâu một tí, mình cho nó khoảng là hơn một giây nha các bạn xem đây. Đây. Đó các bạn thấy ha, nó hơn một giây. Thì chúng ta cũng có thể ứng dụng cái này để mà tạo ra một cái chi tiết nổi bật trong video bằng cách là chúng ta cho cái thời gian này nó ngắn và nó lặp lại nhiều lần, lặp lại nhiều lần để nó tạo nên một cái điểm nhấn cho video. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Mình sẽ kéo cái này nhỏ lại. Đây, mình sẽ kéo cái điểm zoom này, cái thời gian nó nhỏ lại nha. Đây, và cái điểm này qua đây. Rồi, mình sẽ cho nó thời gian ngắn thôi. Đấy, dưới một giây thôi. Đây, một giây đi. Và mình sẽ cho tiếp tục nó lặp lại nha. Mình sẽ copy hai cái này. Đây, các bạn sẽ chọn Ctrl C, copy và Ctrl V. Các bạn dán nha. Đây, mình sẽ dán. Đây, các bạn thấy ha. Và mình sẽ cho nó lặp lại 3 lần. Các bạn kéo nó ra một tí cho nó xong cái hiệu ứng nhé. Xong hiệu ứng là mình lặp lại. Các bạn chọn V. Và bây giờ các bạn sẽ thêm cái điểm độc đáo của nó thử nhé. Rồi mình sẽ ấn nút Play. Đấy. Đó, các bạn thấy ha. Đây. Đấy. Thì các bạn ứng dụng cái này vào để mà tạo nên một hiệu ứng đặc biệt. Giống như là chúng ta đang phóng to và thu nhỏ một cái chi tiết với những cái thao tác nhanh. Đó. Thì với cái thao tác zoom này thì nó sẽ giúp cho khán giả xem được cái điểm nhấn của video, và nếu kết hợp nhiều cái hiệu ứng zoom lại thì các bạn thấy là nó sẽ tạo nên một điểm nhấn rất là đặc biệt cho video. Giống như cái cách mà một cái quảng cáo trước đây về cái máy lọc nước Kangaroo, các bạn thấy là nó lặp lại 3 lần Kangaroo, lặp lại 3 lần Kangaroo, lại 3 lần, thì nó cũng là nó tạo ra cái điểm nhấn cho cái Kangaroo, và từ đó thì cái máy lọc nước Kangaroo trở lên rất là nổi tiếng. Thì đây cũng là một cách giúp cho chúng ta có được một cái điểm nhấn trong video. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách zoom video với một cái thao tác rất là đơn giản, và hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng được nó trong cái video của mình để tạo nên những cái điểm nhấn, những cái điểm đặc sắc cho video của các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau, và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật cái video mới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.